Xin chào, để có thể giảm cân thành công thì bạn cần phải tránh 10 điều sau đây để giúp cho cái quá trình đốt cháy mỡ nó được liên tục và mình không vô tình làm gián đoạn nó nhé. Trước tiên là bạn cần phải loại bỏ hoàn toàn cái đường tinh luyện và tất cả những cái thứ thực phẩm mà có đường như là bánh kẹo, chè. Trong miền Nam nấu chè rất là ngon. Và bạn cũng phải loại bỏ luôn tất cả những loại đồ uống có ga mà đóng hộp, vì thường tất cả những cái loại đồ uống đó nó đều cho một cái lượng hàm lượng đường rất là nhiều vào bên trong. Và chính cái hàm lượng đường này nó sẽ làm cho cơ thể của mình hiểu rằng là mình đang vẫn còn năng lượng để hoạt động, vì vậy mà quá trình đốt cháy mỡ nó sẽ bị ngừng trệ hoàn toàn. Điều thứ hai là trong cái bữa ăn, mà bữa sáng và bữa tối tôi đã hướng dẫn á, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ có khoảng 5 lạng rau củ quả để ăn tươi. Và khi ăn tươi thì bạn nhớ là bạn không dùng thêm bất kể một cái loại gia vị nào để chấm nhá, bởi vì mình cần phải ăn những cái loại thực phẩm đó ở cái trạng thái tự nhiên nhất. Khi mà vào bên trong cơ thể của mình thì các cái hoạt chất của nó sẽ được kích hoạt và hoạt động có hiệu quả nhất. Điều thứ ba là bạn sẽ không sử dụng những cái loại chất kích thích như là rượu, cà phê, thuốc lá, đặc biệt là cà phê nhá. Có rất là nhiều khách hàng giảm cân với Yobo và nói rằng là ô tại sao chị lại không được uống cà phê. Thì Anna xin giải thích sơ qua cho bạn như thế này ạ. Tất cả những cái chất kích thích đó, bao gồm cả cà phê, đều có một cái lượng độc tố nhất định. Và khi mà độc tố đấy vào bên trong cơ thể thì bạn biết không, đa phần những cái loại độc tố mà khó giải quyết nhất thì lại là những loại độc tố tan trong dầu mỡ. Tức là nó sẽ chọn cái mô mỡ của mình để tích trữ những cái loại độc tố đó. Và khi mà nó lựa chọn như vậy á, thì mỡ của mình cứ bị giảm đi thì độc tố nó sẽ được giải phóng vào trong máu. Nên cơ thể của mình sẽ có một cái cơ chế bảo vệ bằng cách là gì? Giữ lại các mô mỡ để giúp tránh cho cơ thể khỏi bị sốc bởi cái lượng độc tố quá nhiều bên trong cơ thể. Chính vì vậy nếu mà bạn muốn những cái mỡ của mình nó được đốt cháy liên tục thì bạn có thể bỏ những cái chất kích thích. Và bạn ạ, bạn cứ ăn sáng bằng ngũ cốc và thêm các loại rau củ quả, bạn sẽ thấy rằng là đó là một bữa sáng giúp bạn tỉnh táo nhất trên cái cuộc đời này. Bạn sẽ không cần phải bị tỉnh táo bởi những chất kích thích nữa như cà phê, mà bạn sẽ được tỉnh táo bởi vitamin, enzyme và những cái dưỡng chất ở trong thực phẩm. Thứ tư là bạn cần phải tránh tất cả những cái loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bạn cần phải chuẩn bị cho mình những loại thực phẩm mà được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có nhiều những cái chất bảo vệ thực phẩm ở trong đó. Và những cái chất này thực ra cũng là những cái loại độc tố mà thôi, và nó cũng tan ở trong dầu và nó sẽ được tích tụ lại ở bên trong mô mỡ. Cơ thể của chúng ta sẽ ưu tiên cái việc sinh tồn, tức là giúp cho chúng ta đảm bảo được sự sống hơn là đốt cháy mỡ nếu mà bạn tiếp tục đưa vào cơ thể những cái chất này. Và thứ năm, đây là một điều vô cùng quan trọng. Cái điều này nó là một cái tip ngắn gọn, xúc tích, nhưng bạn chỉ cần thay đổi đi thôi, bạn sẽ cảm thấy được cái kết quả giảm mỡ của mình nó vô cùng nhanh chóng. Đó là bạn tránh ăn ngay khi mà bạn cảm thấy đói cồn cào. Bây giờ bạn hình dung nhá, mỡ ở trong cơ thể mình á, cơ thể của mình xem nó là một cái kho dự trữ và rất là quý giá. Chỉ khi bạn thiếu thốn thì nó mới đốt thôi. Thế khi mà bạn đói cồn cào và bạn ăn ngay vào thì cơ thể của mình sẽ hiểu rằng là chưa cần phải sử dụng đến cái lượng mỡ dự trữ, bởi vì là có thực phẩm đưa vào. Vậy thì đổi lại bạn sẽ làm như thế nào? Bạn sẽ không ăn, bạn sẽ ăn sau khi bạn cảm thấy đói cồn cào khoảng 1 tiếng. Và trong 1 tiếng này bạn liên tục uống trà của Yobo, cái trà Yo 2 á, và bạn uống nóng. Khi như vậy bạn sẽ cung cấp thêm cái nguyên liệu, cung cấp thêm dung môi để kích thích mỡ được đốt cháy nhanh hơn và nhiều hơn. Và bạn cứ trải nghiệm, bạn sẽ thấy rằng là tự nhiên cái cơn đói của bạn nó sẽ qua rất là nhanh. Và sau 1 tiếng đấy thậm chí bạn còn cảm thấy là bạn không đói nữa cơ. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải ăn đúng những cái bữa ăn như Anna đã hướng dẫn nhá. Thứ 6, cái trật tự ăn uống của mình cũng vô cùng quan trọng. Trong bữa ăn thì thường mình ngồi vào mình ăn á, thì mình hay ăn cơm luôn. Nhưng cái điều bạn cần phải tránh chính là bạn ăn cơm trước. Cái trật tự ăn của bạn là bạn sẽ ăn canh, ăn rau trước, sau đó mới đến thịt, cá, protein và rồi ăn kèm cùng với cơm. Bạn chỉ cần thay đổi như vậy thôi thì bạn sẽ hiểu được cái việc là ăn đến no thì dừng hay ăn đến hết đói thì dừng. Và chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là chúng ta ăn đến hết đói thì chúng ta dừng. Tức là lúc đấy có thể bạn chỉ cần lưng lưng khoảng 50%, 70% dạ dày bạn đã hết đói rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu mà mình cứ ăn no căng thì nó sẽ làm cho quá nhiều cái thứ mà mình không dùng hết trong một thời điểm. Nó sẽ làm cho chúng ta bị ức chế quá trình đốt cháy mỡ. Còn nếu bạn ăn chia thành những bữa nhỏ, bạn dùng, bạn ăn vào đến đâu bạn dùng hết đến đấy thì nó lại làm cho bạn không bị tích mỡ thêm. Thứ 7, cái này là một phần rất là hay này. Thường chúng ta giảm cân chúng ta hay ăn chuối, hay ăn dưa hấu. Nhất là những bạn mà đi tập gym về á, lúc nào tập khoảng 1-2 tiếng xong là về là ăn vài quả chuối. Thế thì thực ra những cái loại rau củ quả, những loại trái cây như vậy nó rất là tốt. Nhưng có một số những loại trái cây quá ngọt, nó vẫn có cái tốc độ làm tăng đường huyết ở trong cơ thể của mình nó nhanh. Và khi như vậy thì cơ thể của mình sẽ hiểu rằng là bạn này bạn vẫn đang còn rất là nhiều lượng đường và mình không cần phải đốt cháy mỡ. Cho nên bạn phải cần tránh những cái loại trái cây như là chuối này, dưa hấu này, mít này, sầu riêng này. Sắp đến mùa sầu riêng rồi. Cho nên là các bạn hãy nhớ rằng
là trái cây rất tốt, nhưng những loại trái cây này thì mình cần phải tránh và mình không ăn trong cái quá trình mà mình đang ép cân nhá. Thứ 8, nó liên quan đến giấc ngủ. Mình cần phải tránh đi ngủ trễ, bởi vì cơ thể của chúng ta cần nghỉ ngơi. Chính trong cái lúc nghỉ ngơi chính là cái thời gian mà khoảng từ 10 giờ 11 giờ bạn đã cần phải đi ngủ rồi. Bạn có thể dậy vào lúc 4 giờ hoặc 5 giờ sáng đều được. Chính cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian vàng để cho cơ thể của bạn có thể hồi phục, bởi vì tế bào của mình á, nó muốn thực hiện đúng cái thứ mà mình giao nhiệm vụ cho nó, là tao muốn đốt cháy mỡ, mày đốt cho tao, thì nó phải khỏe khoắn và nó phải được giải tỏa những cái độc tố cặn bã, tức là nó phải được nghỉ ngơi. Cho nên bạn hãy nghỉ ngơi trong đúng cái khung giờ mà cơ thể của chúng ta cần nhất, là từ khoảng 10 giờ cho đến 3 giờ sáng nhé. Và thứ 9 là một phần vô cùng quan trọng, đó là bạn tránh nhịn ăn hoặc là bỏ bữa. Chúng ta cần ăn và chúng ta cần ăn đủ thì cái cường độ trao đổi chất của mình nó mới tăng lên. Và khi cường độ trao đổi chất của mình tăng lên thì cái nhu cầu tiêu hao năng lượng nó nhiều hơn và mỡ sẽ được kích thích đốt cháy nhiều hơn. Đây cũng giải quyết một cái số câu hỏi của các bạn là ơ thế khi mà em ngưng dùng sản phẩm thì có bị tăng cân trở lại hay không? Thì khi mà trong trường hợp mà mình đã có những cái phương án để mình làm tăng cái cường độ trao đổi chất lên, thì cái mức độ năng lượng tiêu hao của mình vẫn được duy trì ở mức cao. Thì bạn, trừ trường hợp là bạn ăn quá nhiều thôi, còn nếu bạn ăn đúng ở trong cái ngưỡng mà chúng tôi đã hướng dẫn thì không bao giờ bạn sợ bị mập trở lại và bạn có thể thon gọn được suốt cuộc đời này. Và cuối cùng, đó chính là bạn cần phải tránh tất cả những cái cảm xúc tiêu cực như là cáu giận, lo buồn, sợ hãi, trầm uất, oán ghét. Những cái cảm xúc đấy nó được làm cho cơ thể của chúng ta tiết ra rất là nhiều những cái loại axit và hình thành bên trong cơ thể của chúng ta rất là nhiều độc tố. Nếu bạn để ý thì có rất là nhiều những người mà bị trầm cảm, họ trở nên béo, họ thậm chí là béo phì luôn chứ không chỉ là dư khoảng 5, 10, 15 cân. Và những cái điều này á, thì nó sẽ làm cho mỡ của chúng ta sẽ được giữ lại để bảo vệ chính cơ thể của chúng ta. Cho nên nếu như mà bạn muốn là mỡ được đốt cháy nhanh, liên tục để mình nhanh chóng thon gọn, thì bạn hãy tìm cách để giải tỏa tâm lý cho mình. Hãy tìm những gì làm cho bạn vui vẻ, làm cho bạn thoải mái và làm cho bạn cảm thấy bình an. Vậy là Anna đã hướng dẫn bạn 10 cái điều cần tránh để bạn có thể giảm cân thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.